Xin chào tất cả mọi người, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dũng Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Tổ chức Giáo dục Kingsman, đồng thời tôi là Chủ tịch của hệ thống các công ty hoạt động trong lĩnh vực về y tế, đầu tư vào dược phẩm, thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm với các thương hiệu Rosa Bonita, Oceanista và Vitalip. Hôm nay tôi có mặt ở đây để chia sẻ cùng anh chị em trong vòng 15-20 phút một cái nội dung tôi nghĩ rằng bất kỳ những ai đang làm công ty đều rất quan tâm, đó chính là bán hàng và chăm sóc khách hàng hiện đại. Thưa anh chị, tôi trước đây đã có những clip rất quan trọng để chia sẻ với anh chị em về hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng và đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của quý vị. Anh chị có thể tìm thêm những clip này ở trên YouTube và trang mạng cá nhân của tôi. Và ngày hôm nay tôi xin chia sẻ một số khía cạnh khác để anh chị em có thể rút kinh nghiệm để áp dụng trong công việc của mình. Đầu tiên là công việc bán hàng. Hiện nay rất nhiều người sợ bán hàng, nhưng tôi nghĩ rằng bán hàng là một hoạt động mà ai trong số chúng ta cũng cần phải thực hiện. Ngay từ khi được sinh ra chúng ta đã có năng khiếu bán hàng, nhưng rồi theo thời gian chúng ta bắt đầu đánh rơi mất cái kỹ năng này của mình và nhiều người bị rơi vào tình trạng là sợ bán hàng. Vậy có gì chúng ta phải sợ? Chúng ta đem đến một sản phẩm tốt cho khách hàng, chúng ta đem đến những giá trị thiết thực cho khách hàng và chúng ta làm cho cuộc sống họ tốt đẹp hơn. Vậy cớ gì chúng ta phải sợ? Vì vậy việc đầu tiên để đi bán hàng đó là chúng ta xác định chúng ta làm một việc tốt và chúng ta đang đem giá trị tốt đẹp đến cho người khác. Vì vậy không có gì mà chúng ta phải sợ cả. Thứ hai, nếu khách hàng từ chối chúng ta thì không phải là họ ghét bỏ chúng ta, cũng không phải họ từ chối sản phẩm của chúng ta và từ chối công ty của chúng ta, mà vì họ đang gặp những vấn đề với cuộc sống của họ mà họ chưa giải quyết được và chúng ta xuất hiện không đúng lúc mà thôi. Ví dụ buổi sáng hai vợ chồng họ đang tranh cãi nhau, họ đang trong cơn giận dữ, vậy mà người bán hàng lại gọi điện và bảo rằng chị ơi chị mua bất động sản của em không, thì đương nhiên chúng ta sẽ nhận một cái dập máy đi kèm những lời lẽ không hay. Vậy rõ ràng không phải là họ ghét bỏ gì sản phẩm của mình, bởi vì mình đã kịp giới thiệu câu nào đâu. Họ cũng chưa phải là thù ghét gì thương hiệu công ty mình, mà họ đang gặp vấn đề với gia đình họ, với chồng vợ họ. Vì vậy là chúng ta hãy gọi lại với một tinh thần thái độ hết sức là vui vẻ. Đấy là điều chúng ta cần phải nắm rõ. Vậy thì chúng ta đi bán hàng, làm thế nào để bán hàng đây? Thì đây là điều tôi muốn chia sẻ với anh chị. Chúng ta thường nói rằng là Hà Nội chúng ta có 15 triệu dân, thành phố Hồ Chí Minh có 15 triệu dân và thị trường quá rộng lớn để chúng ta bán hàng. Nhưng theo quan điểm của tôi không phải như vậy. Chúng ta không thể bán được hàng cho những người mà họ không biết chúng ta là ai. Vì vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm quen để cho họ biết rằng mình là ai. Và ví dụ tại thành phố Hà Nội chẳng hạn, ở Hà Nội này, hiện nay tôi biết trên Facebook có tầm khoảng 20.000 người theo dõi tôi, 3.000 người bạn chơi với tôi bên ngoài cuộc sống và 5.000 người bạn tôi trên Facebook và một số đối tượng khác mà tôi không nhớ. Vậy tính đi tính lại, đâu đó tôi có tầm khoảng là 30.000 người biết tôi. Vậy 30.000 người biết tôi này rõ ràng là con số thấp hơn rất nhiều con số mà 15 triệu người mà chúng ta tính toán trước đây. 15.000 người này biết tôi là ai? Biết tôi là Hoàng Trung Dũng, biết tôi là chủ tịch của Kingsman và biết tôi là chủ tịch của Rosa Bonita. Thế nhưng tôi vẫn chưa bán hàng được khi chỉ họ mới biết tôi như vậy đâu. Tôi phải thường xuyên gọi điện thoại cho họ, tôi phải trở thành bạn của họ, tôi phải đi uống cà phê với họ, tôi phải đi dự đám cưới của họ, tôi phải đi viếng đám ma của họ nếu có, nhà họ nếu có, thì lúc đấy tôi mới trở nên thân thiết hơn. Thế rồi sau đó tôi lại giúp con của họ có thể vào một trường học mà con họ mong muốn, tôi lại phải là giúp gọi gia đình họ trải qua một biến cố nào đó, thì họ mới trở nên thân thiết hơn với tôi và cuối cùng họ mới trân trọng quan hệ của tôi với họ, coi tôi như người trong gia đình vậy. Vậy thì những người bán hàng xuất sắc không phải cố gắng bán hàng cho những người hoàn toàn xa lạ, cũng không phải là cố gắng bán hàng cho những người mới chỉ vừa sơ sơ quen biết, mà chắc chắn sẽ cố gắng bán được nhiều hàng cho những người đã có mối quan hệ vô cùng là thân thiết và coi nhau như anh em trong nhà. Đấy chính là lý do vì sao thời gian gần đây rất nhiều các công ty hoạt động trên mô hình là kinh doanh hệ thống đã lên ngôi, bởi vì đơn giản rằng họ tận dụng và họ sử dụng được mối quan hệ đã vốn rất thân thiết của từng thành viên trong hệ thống để bán hàng. Thì đấy là yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy bây giờ làm thế nào để làm quen đây? Thì xin thưa anh các chị, tôi giới thiệu anh chị một mô hình bán hàng đã quá nổi tiếng của Việt Nam chúng ta mà chúng ta có thể đã lãng quên. Đó chính là mô hình bán hàng 4B. Mô hình bán hàng 4B hiện nay đã được mở rộng thành mô hình bán hàng 6B. Tuy nhiên 4B là gì? Tôi xin giải thích anh chị thế này. Việc đầu tiên của đi bán hàng là chúng ta phải trở thành bạn của khách hàng. Trở thành bạn khách hàng thì mình mới có được sự tin tưởng của họ. Sau khi có được sự tin tưởng của họ rồi thì mình mới ngồi bàn với họ về những giải pháp thật sự của họ. Còn nếu chúng ta chỉ là quen sơ sơ hoặc chưa quen, người ta sẽ không nói thật sự cái nhu cầu của họ đâu. Mình ngồi bắt đầu mới bàn bạc về cái nhu cầu của họ. Sau đó mình mới bán cho họ những cái giải pháp phù hợp, giải pháp được thiết kế riêng có để giải quyết những nhu cầu đó của họ. Và rồi cuối cùng bán hàng xong, chúng ta tiếp tục đeo bám để có những hành động hợp lý tiếp theo. Sau khi chúng ta đeo bám, sau khi chúng ta cung cấp nhiều giải pháp tuyệt vời thì họ sẽ trở thành bạn thân của chúng ta. Và sau khi trở thành bạn thân của chúng ta thì họ sẽ giới thiệu những người bạn khác để trở thành bạn của chúng ta. Và chúng ta tiếp tục quay vòng cái mô hình 4B hoặc mô hình 6B này. Vậy thì trong cả cái chuỗi đó,
từ quan trọng nhất có lẽ là làm bạn. Vì vậy ở đây tôi xin khuyên thật anh chị em thế này. Một người đi bán hàng sẽ không bao giờ được quên cái các visit ở trong túi. Thưa các anh bạn và các chị, các anh, các em, khi tôi ra nước ngoài tôi thấy rằng người dân chưa chắc người ta đã mang cái gọi là chứng minh thư hay thẻ căn cước trên người, bởi vì người ta quản lý xã hội bằng phần mềm, bằng máy tính nên không rất thiết phải mang theo những giấy tờ này. Thế nhưng chắc chắn rằng trong túi của họ, trong cặp của họ sẽ mang theo một vật rất nhỏ bé nhưng quyền năng rất lớn, đó chính là cái card visit. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Vậy cái card visit trong kinh doanh nó cũng chính là cái để khởi đầu, bắt đầu một tình bạn. Ví dụ hôm nay tôi đi ăn, tôi ra một quán ăn rất lạ, tôi ngồi xuống cái bàn đã có 3 người ngồi rồi, và thế tôi nở một nụ cười rất tươi. Chào các bạn, tôi xin phép được ngồi tại đây nhé. Dạ, quán đông khách quá, hôm nay tôi đến họp ở công ty, buổi trưa công ty không có ăn, vì vậy tôi ra tôi ăn. Dạ, tôi nhìn anh chị em quen lắm, anh chị đang làm ở cơ quan nào vậy? À, cơ quan của anh chị cũng chính là đối tác công ty tôi đó. Vậy mà ngày hôm nay tôi lại có duyên được ngồi cùng anh chị tại đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Dũng Hoàng Trung Dũng, là cán bộ bán hàng. Đây là các visit của tôi. Dạ, tôi thể biết quý danh của anh chị được không? Ồ, dạ, rất cảm ơn anh. Hóa ra anh là trưởng phòng kinh doanh bên đó à. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ sau đó. Vậy để xin thưa anh các chị, cái các visit này đã thay lời muốn nói, đã thay chúng ta trở thành cái đại sứ để kết bạn với nhau. Còn nếu chúng ta không có các visit, chúng ta biết ghi số điện thoại thế nào, chúng ta biết làm quen ra sao, và nhiều người ngại, vì vậy chúng ta đã bỏ qua rất nhiều khách hàng tiềm năng của chúng ta. Và cái cuốn sách mà tôi cần anh chị em đọc đó là Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình. Bên cạnh cuốn sách này còn một cuốn sách khác, đó là Ai Là Người Che Lưng Cho Bạn. Chúng ta làm quen với họ xong, chúng ta đừng bao giờ đi ăn một mình, mà nếu đi ăn một mình chúng ta hãy làm quen với những người trong quán ăn đó. Tức là chúng ta phải mở rộng mối quan hệ liên tục. Còn trong trường hợp chúng ta làm quen được rồi, chúng ta phải thường xuyên gọi điện, chúng ta thường xuyên hỏi thăm, chúng ta thường xuyên qua lại, thì lúc đó họ chắc chắn sẽ trở thành người che lưng cho chúng ta. Ví dụ chúng ta quen họ là bác sĩ, có thể ngay ngày hôm nay mình chưa nhờ vả gì họ cả, thế nhưng ngày mai một thành viên trong gia đình chúng ta có bệnh chẳng hạn, chúng ta sẽ tìm điện thoại và chúng ta lưu tên, ví dụ Nam bác sĩ hay là Tuấn bác sĩ chẳng hạn. Chúng ta gọi điện cho Nam và nói: Nam ơi, cậu là bác sĩ đúng không? Cháu nhà mình bị ho quá, vậy cậu có thể giới thiệu cho ai, hoặc là cậu có thể giúp mình chữa cho cháu được không? Và chắc chắn với quan hệ trong giới của Nam, Nam sẽ giúp cho mình có rất nhiều các đầu mối bác sĩ khác để mình chữa bệnh cho cháu mình. Vậy thì Nam đã trở thành người chống lưng cho mình. Vậy thì bản thân mình xuất hiện trong điện thoại người khác thì sao? Tôi mong rằng các bạn cũng sẽ cố gắng làm sao để trong danh bạ điện thoại của khách hàng tiềm năng của các bạn, tên các bạn cũng xuất hiện với tư cách ví dụ như là Dũng Ngân Hàng, ví dụ như là Hoa Mỹ Phẩm, như là Lan Xây Dựng. Thì chắc chắn rằng bất kỳ khi nào người ta cần những lĩnh vực như vậy, các bạn sẽ trở thành được lựa chọn đầu tiên. Vì vậy đề thi vào công ty chúng tôi để trở thành một nhân viên bán hàng, chúng tôi hay hỏi một câu như sau: giả sử bạn đỗ xe trên phố, bạn đỗ bất cẩn, vì vậy là bị công an phường đi qua định cẩu xe của bạn. Vậy thì công an phường gặp bạn, bạn xin, người ta không cho. Nhưng người ta bảo rằng ok, nếu mà bạn có ai có tiếng nói đủ trọng lượng, nói với họ thì họ có thể tha cho, bởi vì việc đỗ xe đó cũng không quá nguy hiểm, nhưng họ cần có một người bảo lãnh cho bạn. Vậy tôi cho phép bạn trong vòng 5 phút, bạn gọi điện cho tất cả những số trong danh bạ của bạn mà nếu bạn không thể nhờ được bất kỳ một ai hoặc là kết nối được lại với nhau để có thể giúp đỡ bạn giải phóng khỏi cái việc lùm xùm công an phường đó, thì bạn chưa đủ quan hệ và chưa đủ cái gọi là trình độ để trở thành nhân viên bán hàng công ty tôi. Và để báo cáo anh chị, trong thời đại 4.0 này cũng như thời đại khác thì mối quan hệ vẫn là mắt xích cực kỳ quan trọng trong việc kinh doanh. Và việc xây dựng mối quan hệ không phải có được một ngày một cách đơn giản và dễ dàng, cũng không phải tự nhiên một ngày chúng ta kết bạn hàng nghìn người được, mà chúng ta phải làm cách từ từ, cần mẫn, với một sự nghiêm túc đáng nể. Vì vậy nhân viên của tôi yêu cầu rằng mỗi một ngày bạn cần kết bạn 5-10 người trên Facebook đi, bạn phải thường xuyên tương tác với cả Zalo đi, bạn thường xuyên up ảnh và bạn like các cái gọi như ảnh đẹp của người khác trên Instagram đi, bạn tham gia viết bài trên Lotus đi. Tất cả những điều đó sẽ làm cho bạn trở thành bạn của rất nhiều người và chắc chắn bạn sẽ bán hàng rất tốt. Còn về vấn đề chăm sóc khách hàng thì tôi đã có một clip nói về cái gọi là moment of truth. Tuy nhiên ở đây tôi xin bổ sung thêm anh chị, tôi muốn xây dựng một đội ngũ nhân viên mà ở đó chúng ta phải có một cái tư duy dịch vụ khách hàng sâu sắc. Vậy thế nào là tư duy dịch vụ khách hàng? Tôi chỉ nói rất đơn giản thế này thôi. Tư duy dịch vụ khách hàng đó chính là cái tư duy của một người luôn luôn chăn trở về khách hàng, lúc ăn, lúc ngủ, lúc chơi, lúc đi bán hàng, lúc thành công, lúc thất bại, đều băn khoăn và chăn trở về khách hàng để làm sao có được các dịch vụ tốt hơn, để làm sao phục vụ khách hàng tốt hơn, để ngày hôm sau khách hàng sẵn sàng tích vào cho mình cái dấu là gọi như là vượt qua sự mong đợi, mặc dù ngày hôm qua họ đã cho chúng ta là rất tốt rồi. Vậy thì có cái người nào mà lại có cái tư duy như vậy hay không? Tôi xin kể một câu chuyện cực kỳ ngắn gọn thôi, còn hôm nào gặp gỡ các bạn tại các lớp chuyên sâu tôi sẽ chia sẻ chị kỹ hơn.
đó là khi tôi vừa rời nhiệm vụ là giám đốc bán hàng toàn quốc của một công ty, thì ngay khi tôi lên nhận chức là phó tổng giám đốc thì lập tức là trên bàn của tôi người ta đã đề xuất một người thay thế tôi. Tôi nhìn vào CV của cậu bé này thì hoàn toàn không gì đặc biệt, năm đó mới có 25 tuổi và kinh nghiệm cũng không có bao nhiêu, xuất thân từ một cái trường đại học mà không liên quan đến nghề bán hàng, đó là trường nông nghiệp. Thế nhưng mà lại đề xuất là lên vị trí là thay tôi là giám đốc dịch vụ, giám đốc bán hàng toàn quốc và đề xuất một mức lương rất là cao. Thì tôi bảo rằng là chẳng lẽ công ty mình thiếu người đến mức độ như vậy, nên tôi mới hẹn cậu ta để mà đến gặp tôi. Xuất hiện trước mặt tôi là một người vô cùng là hạn chế về nhan sắc, tôi phải dùng từ này nếu không muốn nói là xấu. Và thật sự tôi bảo với cậu ta rằng là này em này, với em ấy có lẽ là em không phù hợp với nghề bán hàng đâu, bởi vì thật sự hình thức em rất là hạn chế. Thế nhưng mà người ta lại đề xuất em là giám đốc dịch vụ toàn quốc, vậy thì để anh gặp em trao đổi xem em là ai. Lúc bây giờ đồng hồ đã là gần 11 rưỡi, vì vậy tôi nói với cậu ta hai anh em mình ra ngoài quán mình ăn cơm, có gì mình bàn chuyện sau. Thế thì khi mà đang ăn cơm chẳng hạn, thì xin thưa anh chị đang ngồi ăn cơm, thế thì bà xã tôi gọi điện và nói rằng anh này, anh quên hôm nay là ngày gì hay sao, hôm nay là sinh nhật con trai mình, vì vậy là anh hứa với con là anh về anh mua quà cho nó, vì vậy anh về anh mua quà đi, tại sao giờ này anh vẫn còn chưa về. Thế tôi bảo ok anh quên mất hôm nay là sinh nhật con, để anh về. Và xin thưa anh các chị là tôi đứng dậy tôi bảo em này, hôm nay anh không có duyên với em rồi, anh định ngồi với em vậy mà hôm nay con anh nó lại là sinh nhật, anh hứa mua quà cho nó, vợ anh đang cảm làm ở nhà, vậy thì anh về đây chứ bây giờ về không có quà thì cả mẹ con đều không vui. Thế là cậu ta đứng dậy và nói anh này, anh có sinh nhật của con thì anh về đi, anh em mình gặp nhau lúc nào cũng được. Dạ thưa anh, hôm nay em biết là sinh nhật của con anh, vì vậy em đã có một phần quà chuẩn bị sẵn cho cháu, anh mang về, mà thôi anh nói là quà của anh cũng được, chứ bây giờ chưa rồi, anh biết mua quà ở đâu. Và cậu ta mở một cái cặp, lấy cho tôi một cái gói đồ rất xinh xắn, gói giấy màu xanh. Tôi cảm ơn cậu ta và mang về. Tôi mở ra đó là cái ô tô bằng nhựa, chắc trị giá vài chục nghìn. Nhưng con trai của tôi đâu biết rằng nó bằng vàng hay bằng nhựa, vì vậy nó rất thích. Nó còn bảo với tôi rằng là bố tâm lý quá, mua quà đúng ý của con. Và vợ tôi có cả một buổi chiều rất vui vẻ và hạnh phúc. Ngày hôm sau tôi gặp cậu ta và nói cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm qua cậu đã cứu mình bàn thua trông thấy. Thôi được rồi, trưa nay mình sẽ ăn cơm cùng cậu. Hai anh em đang ngồi ăn cơm thì mẹ tôi gọi điện. Và qua lời thông báo của bà thì tôi biết rằng nhà tôi hôm nay có giỗ của cụ tôi. Và tôi phải về bởi vì đơn giản rằng họ hàng đang chờ tôi về ăn cơm. Trong khi tôi quên khuấy mất hôm nay là giỗ của cụ tôi. Tôi buồn rầu đứng dậy và nói em này, thật sự anh không biết hôm nay là còn lại có việc ở gia đình. Vì vậy anh xin phép về, anh rất xin lỗi em. Cậu đứng dậy cười và nói anh ạ, nhà có giỗ thì anh nên về. Em cũng là con cả vì vậy em biết các cụ ở nhà quan trọng giỗ trà thế nào. Nhưng anh ơi, anh về đi, ở đây em thanh toán tiền cơm cho. Dạ thưa anh, hôm nay là giỗ cụ anh, vậy thì em cũng có một phong bì nho nhỏ thắp hương cho cụ. Em cùng họ với anh đấy, biết đâu anh em mình cũng là anh em trong nhà. Cậu ta lấy cho tôi một phong bì, lấy cho tôi một vài đồ lễ nữa. Thật sự tôi choáng váng, tôi không hiểu vì sao cậu ta biết là giỗ của cụ tôi. Ngày hôm sau tôi đến gặp cậu ta, tôi hỏi rằng này, nếu như ngày hôm qua cậu biết là sinh nhật con trai tôi thì ok, có thể cậu nịnh tôi cậu biết được, hoặc cậu tìm hiểu trên thông tin Facebook cậu biết được. Nhưng riêng việc là ngày hôm qua là gọi như là giỗ của cụ tôi mà cậu biết được thì chắc chắn là có vấn đề. Cậu cười và bảo anh Dũng này, anh là một tư vấn viên, một giảng viên đúng không? Vậy anh mở cái cặp của anh ra xem cặp anh có cái gì. Cặp của anh có bài vở, có bút, có phấn, thậm chí có cả máy tính đa năng, máy chiếu đa năng, để anh biến bất kỳ một không gian nào để trở thành cái gọi như là lớp học của anh. Vậy thì anh mở cặp em ra xem cặp em có cái gì. Cặp của em có rất nhiều phần quà khác nhau, dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi phần quà chỉ có 50.000 thôi, nhưng nó làm em chủ động ở mọi dịp. Ví dụ ngày hôm qua anh bảo là sinh nhật con anh, thì làm sao em đi mua quà kịp để chăm sóc con anh được. Hôm kia anh nói rằng đấy là giỗ cụ anh, thì làm sao em có thể là phản ứng kịp được. Vì vậy với một món quà rất nhỏ như vậy, nhưng em đã có thể là lấy được thiện cảm của anh. Và đặc biệt em luôn là người chủ động trong việc bán hàng và chăm sóc khách hàng, ngay từ khi anh chưa là khách hàng của em. Xin thưa anh các chị, không ngày nào cậu ta đi làm về trên cùng một tuyến đường. Mỗi một ngày cậu ta đều vẽ một con đường khác nhau, từ nhà đến cơ quan và từ cơ quan đến nhà. Và trong cái quá trình đi làm hay là về nhà như vậy, cậu ta không ra ngoài đường, đứng chờ hít bụi ngoài đường, tắc đường, kẹt xe, mà cậu ta đều tranh thủ vào một nhà khách hàng cũ hoặc một khách hàng tiềm năng. Cậu giúp người ta nấu bữa cơm chiều, cậu giúp con người ta luyện thêm tiếng Anh, cậu chúc mừng người ta hôm qua mới được lên chức, rồi sau đó 7-8 giờ đường phố vắng vẻ cậu mới về nhà mình, vẫn đảm bảo thời gian như vậy. Vậy xin thưa các chị, những con người như thế được gọi là những người có tư duy dịch vụ khách hàng rõ nét. Họ không cần phải thúc ép, họ không cần phải một quy tắc nguyên tắc nào cả, mà chỉ là một tấm lòng hết sức đem lại những điều bất ngờ cho khách hàng với một niềm vui nho nhỏ.
cậu ta làm khách hàng cá nhân cũng được, cậu ta làm khách hàng doanh nghiệp cũng được, cậu ta chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác, khách hàng tự nguyện xin rời chi nhánh đó để chuyển chi nhánh mới của cậu ta. Ở đâu khó cậu ta tới, ở đâu dễ cậu ta nhường lại cho người khác, cậu ta liên tục hoàn thiện cái khả năng chăm sóc khách hàng của mình. Vì vậy cậu ta đã làm cho dịch vụ của ngân hàng của tôi, cho công ty của tôi lần lượt từ mức thấp nhất là cơ bản đến mức độ là bất ngờ và hoàn hảo. Vậy thì đấy chính là một người có tư duy dịch vụ khách hàng rõ nét. Tôi mong rằng các chị và các bạn cũng có tư duy như vậy. Và không chỉ một mình có, mà chúng ta cần phải đào tạo và huấn luyện và rèn luyện cho tất cả mọi người trong công ty cũng có tư duy như vậy. Để có tư duy như vậy, cũng như khả năng làm quen và bán hàng xuất sắc, tôi mong được đón tiếp quý anh, quý chị, quý bạn ở trong lớp học đào tạo đặc biệt của chúng tôi về bán hàng chăm sóc khách hàng được tổ chức bởi tổ chức giáo dục Kingsman. Ở đó chúng tôi không đào tạo về lý thuyết không, mà chúng tôi sẽ đưa những lý thuyết bán hàng, những thực tiễn bán hàng mà chúng tôi đã áp dụng tại Rosa Bonita, Oceanista và Vitalip vào. Và chúng tôi có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã thành công ở rất nhiều các loại hình, các mô hình công ty khác nhau để chúng ta cùng trải nghiệm cái quá trình bán hàng và chăm sóc khách hàng hiện đại. Rất mong được gặp anh chị tại đó. Còn bây giờ tôi rất mong anh chị em hãy đăng ký kênh YouTube của tôi bằng cách nút nhấn subscribe và hình quả chuông ngay dưới đây để chúng ta sẽ nhận được nhiều cái clip hấp dẫn tiếp theo và có cơ hội được trao đổi với nhau kỹ hơn. Chúc mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.